nhà chờ em. Tết Nhất nhanh nhá. Lô, dê, đánh em mày á, tao đánh cả mày luôn. Máu, bản linh, ra gầm cầu. Già kia chắc răng hú hết thời, khe phát cho biết thế nào là giới trẻ. Lão đại, lấy chợ mới về đây. Bố, con lấy được chợ mới rồi, bên kia có 200 thằng con kia đi hết. Mày là nào? Em là bạn của Hà. Bà thật không? Dạ thật, em thề. Cái gì à? Xăm mình à? Gấu chọa gấu mèo à? Dạ không, em mua kẹo được tặng mấy hình chủ. Định dẫn em gái tao đi không? Dạ, bọn em học nhóm. Học tắt đèn của Ngô Tất Tố à? Em thề là học bật điện. Thằng này biết chơi phết. Nhớ là yêu trong sáng ấy nha. Để ướt hết sàn đây kia. Hàng nóng. Ui anh ơi, em này em chỉ thích nhà sạch. Bọn chợ cũ đang nhằm nhé địa bàn. Bố đẻ con, gọi hết anh em lên đây. Hôm nay con chợ cũng nằm hộn hết. Hàng nóng, hàng lạnh, hàng ấm, cầm hết lên đây. Ờ, bạn con đâu? Kìa, con nuôi dép kìa. Yeah.